Vâng, mình chào tất cả các bác nha. Sáng nay em về được 3 con men của Mỹ đến từ hãng QSC. Con nào cũng rất là xuất sắc nha các bác. Con trên cùng là con dòng model là 1310 nha các bác, 1310. Và hai con phía dưới là con 850 và con 1450 nha các bác. Hay em nào cũng rất là xuất sắc. Rất là đẹp, hàng chuyển rất là kỹ cho các bác nha. Các bác lưu ý đây là những sản phẩm hàng bãi Mỹ về, chạy điện 110 và 120V. Con QSC 1310, con này giá là 10.500.000. Và con QSC 850, con này giá 7.500.000 nha các bác. Và con QSC 1450, con này cũng giá là đồng giá là 10.000.000 nha các bác. QSC 1450, con này 10.000.000, còn chỉ có con 1310 thì nó đắt hơn 500.000. Thì các bác nào cân đối vào tài chính thì alo cho em. Các bác nào có khoảng 7.500.000 thì các bác chọn con 850. 850. Chơi gia đình thì khỏi bàn nha các bác. Những con này là con men, nó sở hữu những tính năng cao cấp và những trạm loa chuyên nghiệp và trạm loa bắp chuối nha các bác. Các bác có thể chơi vào những dòng loa full 40, 30 vân vân, hoặc là những dòng loa boss của Mỹ. Những con đẩy là đến từ Mỹ, nó chuyên trị loa Mỹ và những dòng loa cứng đầu, loa 40-30, thoải mái nha. Chủ yếu là độ đẹp của sản phẩm nha các bác. Đây các bác thấy đẹp không? Tiếng kỳ rất kỳ để các bác chơi và trưng bày. Rồi, và đây nem về một là dòng mic của CF, dòng mic cao cấp nha các bác. Cao cấp đến từ Italia. Em chỉ còn một mẫu, một con H3 Pro. Các bác nào lấy thì em để luôn cho giá là 3.000.000 nha. 3.000.000 thì em bán giá là 3.200.000. Nhưng mà con này là cái con em thử mic, con hàng test nha các bác, hàng test nên giá em bớt cho 200.000, còn giá 3.000.000 bao ship nha. H3 Pro nha các bác, CAF H3 Pro. Hàng nhập khẩu từ Ý nha các bác, Italia. Cái này thì em giới thiệu rồi. Hàng rất là ngon. Hàng chính hãng thì các bác khỏi bàn. Đây là mẫu Mi 9 Pro nha các bác, Mi 9 Pro. CAF hàng cao cấp của hãng. CAF cho các bác, Mi 9 Pro, dòng Pro. Em sẽ khui ra để các bác cùng xem nha. Thì giá bên tại em là luôn luôn tốt cho các bác nha. Các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Thì có giá cực kỳ tốt cho các bác nha. Các bác cứ tham khảo trên mạng nha. CAF Mi 9 Pro. Hàng sẽ bao gồm là như thế này. Đây là một cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành ghi tên của chúng ta vào. Và đây là cái catalog. Dòng này là dòng cao cấp của hãng nên là tất cả ưu tú đều là thiết kế là rất là chất lượng. Chúng ta hát thì khỏi bàn nha, hai tay mic nha các bác, hai tay mic. Hàng của Ý, của Đức, của Mỹ là tuyệt vời nha các bác. Nếu của Mỹ thì chúng ta chua, còn của Đức thì Sennheiser. Thì công cái hãng CAF này nó có cổ phần của Sennheiser nha các bác. Đây là tay mic các bác, tay mic cầm rất là đã tay, rất là cao cấp luôn nha. Sử dụng pin 2A nha các bác, 2A. Có thấy không? Cầm rất là đã, rất là xịn luôn. Lớp sơn là phủ một sơn lớp mờ nha các bác, y như những dòng xua luôn. Hôm nay thì chắc tiếng hát thì khỏi bàn rồi, mình không cần lên tên nữa. Đây, hai tay mic. Và đây là phụ kiện đi kèm. Và đây là đầu mic nha, đầu máy nha các bác. Đây là đầu máy nha các bác. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên đai, nguyên kiện nha các bác. Đây. Mic Mi 9 Pro là phiên bản cao cấp chất của hãng nha. Nhập khẩu nên có tem bảo hành 12 tháng cho các bác. Phía sau là những cổng kết nối nha các bác, cổng kết nối rất là đẹp. Rồi các bác nào chốt thì alo cho em nha. Giá thì em không công khai được, tại đây là hàng công ty, người ta phân phối cho bên em và em sẽ có giá tốt nhất cho các bác chơi.
Đây là những bộ mic để các bác chơi gia đình thì tuyệt vời rồi, chơi gia đình thì khỏi phải là ngẫm nghĩ gì luôn. Thì đây là làm sâu và ngoài trời nha các bác, chuyên nghiệp, nó mic sống rất là xa và tiếng là rất là hút mic và nói chung là hát chi tiết. Rất là nhiều công nghệ nha các bác, công nghệ cắt tiếng này trong vòng 3 giây nếu chúng ta không hát và xử lý âm thanh rất là nhiều. Và cái quan trọng hơn hết là nó chúng ta mua được hàng mới nguyên kiện 100%. Hàng của Ý thì chúng ta xài thì yên tâm. Bỏ đồng tiền ra thì phải mua hàng xịn và chính hãng nha các bác. Đấy. Đây là những phụ kiện theo như là kìm tai mic này. Đấy, kìm tai mic. Thấy cái tai mic thường đủ đã rồi nha các bác. Đây. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Sáng nay về tạm là 5 bộ. Và bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình.